gắng bôn ba lo cho đời. Nay ông trung của ta ông đã chiến thắng người nhà, bao nhiêu cố gắng lắm bà con yêu mến ông, vì trung chăm lo đất nước nên dân bầu. Bao năm đã qua mới biết ông trung ta thế nào, ông chăm lo đời sống, lo đường biên giới đất nước, không cho kẻ xấu nó vượt biển qua nước ta, vì ông luôn mong đất nước càng vươn xa. Vậy mà những kẻ xấu xa nó cứ tìm đường hại chúng ta, vì trùm luôn luôn may mắn nên qua mọi chuyện. Mong ông trùm của ta sẽ vượt qua bao khó khăn, quả đã đem trái đủ thì phục đơn. Cuộc đời nhiều trớ trêu, nếu ta được người đời thương yêu thì bao nhiêu kẻ ghét ganh khiến ta mệt nhoà. Người ơi ông trùm của ta, dù khó khăn bao nhiêu cũng qua, sóng gió đã qua rồi mừng cho trùm. Cho trúng cuộc đời nhiều trớ